Chiều tối 20 tháng 12, tiệm bánh mì Huynh Hoa lâu đời ở Sài Gòn bất ngờ thông báo ra mắt loại bánh mì mới, bánh mì trà xanh với số lượng có hàng mỗi ngày. Thông tin này nhanh chóng được lan truyền sau chuỗi sự kiện bánh mì chia đôi của những bà chủ tiệm bánh mì đắt nhất Sài Gòn. Sáng 21 tháng 12, phóng viên có mặt tại hai cơ sở của bánh mì Huynh Hoa trên đường Cách Mạng Tháng 8, quận 1 và Lê Thị Riêng, quận 1 để mục sở thị bánh mì Huynh Hoa phiên bản trà xanh này. Tại cơ sở gốc ở số 26 Lê Thị Riêng, quận 1, tiệm đầy biển thông báo đổi thời gian mở cửa sang 11 giờ đến 21 giờ mỗi ngày. Khách muốn mua bánh mì buổi sáng thì qua cơ sở mới cách đó vài trăm mét tại số 2 Cách Mạng Tháng 8, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ sở 2, nhân viên cho biết mẻ bánh trà xanh đầu tiên trong buổi sáng chưa đạt, vỏ bánh quá mềm nên tiệm chưa thể phục vụ khách hàng. Một số đơn hàng trên Shopee cũng phải hủy do bánh trà xanh từ lò chưa về. Tuy nhiên, với hai chiếc bánh đã được làm buổi sáng, cảm nhận ban đầu của phóng viên là bánh mì Huynh Hoa phiên bản trà xanh có kích thước to hơn bánh mì truyền thống. Nhân viên cho biết, nhân bánh không thay đổi, giá vẫn giữ nguyên 58.000 đồng một ổ. Dạ khác chứ, em nghĩ là khác cho trà xanh, bột trà xanh vào. Mà còn nhân ấy, nhân bên trong thì có gì dạ, khác? Dạ không, nhưng trong thì nó sẽ như tất cả. Nó sẽ to. Mà giá thì có khác không anh? Dạ không ạ, giá sẽ khác. Chỉ có giá trên app sẽ khác, còn mua tại quán thì sẽ không. Là bây giờ là 58 rồi. Dạ. Khoảng 12 giờ, tại cơ sở 1 đã có bánh mì trà xanh để bán. Nhân viên hối hả làm bánh trà xanh cho khách, số lượng bánh không quá nhiều, vì vậy ai đến sớm hoặc đơn hàng đặt sớm sẽ được tiệm ưu tiên bán trước. Bánh mì Huynh Hoa phiên bản trà xanh có vỏ ngoài màu vàng ngả xanh, lớp vỏ mềm, bên trong xanh cớm đẹp mắt. Nhân bánh được làm đầy đặn với đủ nguyên liệu thường có. Bà Hoa, chủ tiệm bánh mì Huynh Hoa nằm trên đường Lê Thị Riêng, quận 1, từ chối tiếp phóng viên vì đang gặp nhiều áp lực dư luận. Phía bên ngoài, khách hàng và shipper bắt đầu đổ về xếp hàng, chờ mua bánh mì ngay khi tiệm mới mở cửa.